Hi, xin chào cả nhà nha, thật là Quỳnh Trang đây. Hôm nay Trang sẽ mang đến cho các bạn đó là dòng SH125 nha. Nói chung cái phiên bản này khách hàng nhắn tin hỏi quá trời luôn. Hình như là dạo này người ta thích mua SH hay gì á. Cho nên là hôm nay Trang sẽ review cho các bạn xem ha. Cái lô xe này là lô xe mới về luôn. Và cách thức để mọi người liên hệ cho Trang trước là 0967395485, hoặc là mọi người các bạn Zalo là 0362973808 để được Trang hỗ trợ và tư vấn nha. Thì không các bạn để các bạn chờ lâu đâu. Hôm nay Trang sẽ đi luôn ha. Ngoài cái màu trắng bên Trang còn nhiều màu lắm, nhưng mà Trang sẽ review màu trắng trước, tại những màu này là đa số khách hàng hỏi rất là nhiều. Phiên bản này là trắng đen 125 nha. Bản này là bản CBS mọi người nha. Tại vì bản ABS bây giờ khó lấy hàng, cho nên là bên Trang sẽ lấy cái bản ABS CBS về cho các bạn trước. Đây ha, các bạn có thể phân biệt này. Nói chung nếu mà nó có ABS nó sẽ phân biệt cái phanh thắng giống như cái con Winner đó mọi người. Nó cũng có sọc gì đó. Nhưng mà này là CBS. Và giá của nó hiện tại sẽ dao động tầm khoảng là từ 87 tới 88 triệu nha. Giá Trang báo lúc nào cũng bao gồm thuế VAT hết trơn rồi mọi người nha. Mọi người chỉ cần tính thêm cái phí biển số giấy tờ nữa là mình đã ra rồi. Nếu mà trường hợp mà các bạn không biết tiền phí bao nhiêu thì mình cứ liên hệ cho Trang theo số điện thoại mà Trang đánh dưới màn hình đó. Thì tiếp theo Trang sẽ đi review sơ cho các bạn xem ha. Dòng SH là có một cái địa điểm, cái đặc điểm á, cực kỳ luôn là cái cốp xe rất là rộng. Đồng ơi là rộng luôn, cái này để được nguyên con bò luôn á. Nhưng mà bò đồ chơi nha, chứ không phải là bò thiệt đâu nha mọi người. Nói chung nhìn cốp xe rất là rộng ha. Nó không giống như là Vision hay là Vario đâu, mà nó full cốp luôn cho các bạn. Cho nên là mình đi xa hay cái gì đó thì mình đựng đồ rất là thoải mái. Cái thứ hai nữa là bình xăng của mình rất là nhiều, bự luôn ha. Cho nên là anh chị mà nào mà mình đi xa, mình mua dòng SH mình chạy á, thì mình đỡ mất thời gian, mình đổ xăng rất là nhiều. Nói chung là em nghe nói là cái con SH này nó ăn xăng rất là nhiều quá. Đa số khách hàng mình đều nói như vậy. Nhưng mà em thấy cũng đâu có đâu ta. Tại vì tùy theo trường hợp, với lại tùy theo cảm tính của mọi người thôi. Nhiều khi mọi người thấy SH đi đi xa hay gì đó mình đổ xăng nhiều, thì mọi người suy nghĩ là nó ăn xăng nhiều thôi. Và bên Trang cũng có hỗ trợ bán trả góp luôn nha. Dòng xe này thì mình trả trước cho bên Trang tầm khoảng là từ 20 tới 25 triệu là mình có thể lấy được xe rồi. Ngoài màu trắng ra, màu zin nhà máy bên Trang còn màu đen, màu đỏ. Nói chung là rất là nhiều màu nha. Và bên Trang sẽ có một cái màu 3D nữa cho các bạn xem. Đây là phiên bản màu 3D nha. Không những những clip trước mà Trang review cho các bạn xem cái gì? Sonic này, Satria này, Raider này, Vario này, có màu 3D thì riêng dòng SH vẫn có màu 3D luôn. Và khách hàng hình như rất thích màu 3D, tại vì SH á, mình tìm cái màu 3D với lại màu nó khác thì rất là khó. Tại vì dòng xe SH nó rất là ít màu. Và hôm nay Trang cũng có hỗ trợ là độ sơn màu 3D cho các bạn luôn. Đây nha, đây là phiên bản màu xanh đen. Thì giống như clip trước Trang nói á, không những Vario cái màu này các bạn rất là ưa chuộng, thì SH bên Trang cũng có sơn lên luôn. Thường thường phí sơn chỉ dao động tầm khoảng từ 1 triệu rưỡi tới 2 triệu, các bạn cộng thêm giúp Trang nha. Là mình đã ra da giấy lăn bánh luôn rồi. Và không những màu xanh, bên Trang còn có hỗ trợ thêm là vàng, đỏ, tím, hồng gì cũng có hết á. Các chị thì các bạn thích màu gì bên Trang sẽ hỗ trợ đặt hàng cho các bạn màu đó. Màu sơn thì bên Trang sẽ hỗ trợ là bảo hành cho mình các bạn trong vòng 1 năm. Và xe màu gì bên Trang sẽ hỗ trợ cho các bạn màu kiểu như là cà vẹt màu đó luôn nha. Cho nên là các bạn đi xe mình yên tâm. Còn xe thì mình sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km. Và mọi người xem video này hay nhớ cho Trang một like nha. Và lô số điện thoại của Trang lại là 0967395485, hoặc là các bạn Zalo với Trang 0362973808 để được Trang hỗ trợ và tư vấn nha. Trang xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng bên Trang là khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương mọi người nha. Nhớ cho Trang một like để mình có thể theo dõi những clip tiếp theo ha, để coi thử Trang sẽ review dòng xe gì và giá cả như thế nào để mọi người nắm bắt và theo dõi nha. Bye bye.